Tiếp theo nó sẽ nói về Media Object và cái Model. Media Object à, cái này là cái hay, rất là hay. Khi nào các em muốn có cái tin tức á, ví dụ bây giờ thầy thay cái lead group này, thầy sửa một tí nhá cho đẹp. Ví dụ đây thầy có cái danh mục này. Đấy. Cái danh mục này thầy sẽ sửa cái lead group này một chút cho nó đúng cái danh mục đã. Rồi, BS3 lead group link. Khi mà danh mục thầy dùng cái link. Lead group link này. Sau đó thầy sẽ sửa ví dụ như là áo bà ba quần bà tư á, rồi tùm lum gì đó. Rồi đây danh mục nhá, danh mục thì sau đó bên thầy sẽ có một cái list tin tức nữa, thầy copy cái BS3 này lên BS3 panel primary nữa. Thì đây là tin tức mới này, tin mới này, tin nổi bật đó, thấy chưa, tin nổi bật. Bây giờ mình xem sơ sơ nó ra gì nhá. Đây nó có thêm panel tin nổi bật đấy nữa, thì trong tin nổi bật này nó có cái danh sách các tin, đúng không? Thế này các em nghĩ luôn như thầy, cái này đó là BS3 media object à, nó có cái email ở đây src. Các em phải tìm cái đường link trên mạng, hay là lấy tạm lại cái link này vậy, hay là lấy cái link khác cho đẹp nhỉ. Các em đặt giúp thầy cái width cho nó thôi, width khoảng tầm bé bé thôi, 60-80 đó thôi. Giờ đây là tiêu đề tin này, tin đúng không ạ, và đây là nội dung tin, text here gì đó vân vân. Rồi đó các em thấy đó, đây này, một cái icon bên trái quá và cái text bên phải, copy nhiều lần cái mail object lên, mail này copy nhiều lần lên thì nó thành nhiều tin thôi, có gì đâu, hiểu chưa? Tin tức á thì mail object nhá. Đấy, tin tức. Cái mail object này còn có một cái chức năng nữa, đó là các em có thể làm cái bình luận. Bình luận, ví dụ thầy sẽ thiết kế ok thầy cho một cái tin tức dưới này đi. Ví dụ thầy có một cái tin dạng to to hơn tí, thầy cho xuống dưới cùng là tin tức này. Thầy có một container nữa. À thôi, vấn đề trong này đây, vấn đề trong cái côn 9 rồi đi. 9 nha. Trong đây, thầy có cái H4. Tin tức nổi bật. Sau đó thầy sẽ dùng một cái div class bằng block này. Sau đó thầy paste cái block này. Và lúc này thầy cho cái nó to hơn, ví dụ 200. Không để đó là mình to to hơn. Dưới vậy á. 200. Đó thì mình có thể để tin nội dung nó dài hơn nhá. Đây là lorem đi. Đó, được chưa? Rồi kết hợp cả cái nút bấm cái thẻ A đúng không? BTN, BTN gì đó thì nó thành cái tin. Các em hiểu vấn đề chưa? Đó, như là tin tức á, các em tin tức á. Rất là hay. Bây giờ bình luận này, áp dụng này là thành bình luận nha. Ví dụ thầy copy này xuống này. Rồi lấy cái này đi. Thầy chỉ cần sửa thôi, sửa thế thôi. Đây thầy gọi là comment đi. Bình luận này, comment. Cái class này không có tác dụng gì đâu nhá, chỉ có thể đặt để đánh dấu vậy thôi. Vậy thì cái bình luận thì chỗ này á, ví dụ bình luận mình để nó 60 như trên kia, và nó có cái class cho cái ông này là img row class đâu rồi? Chưa có, đây img
Grounded. Biết round nào nhỉ? Round này đúng không? Đúng ta. Không, nó không có round được à? Hình tròn đấy. Sao bây giờ nó không có cái gợi ý nữa nhỉ? Thế này hả, đúng không? Nó không round được. Thôi kệ đi, cái phần round nó tính sau. Ví dụ các em muốn cái bình luận con, giống như Facebook nó có cái bình luận bốn bình luận con á, các em chỉ cần một cái main object nữa, nó nằm trong cái thằng body này, nằm trong body này các em này. Đó. Nó lồng trong á, được chưa? Nó lồng trong á. Có cái một cái main object lồng trong này. Kiểu kiểu vậy đó, thì bây giờ nó có bình luận con, thấy chưa? Bình luận con. Đấy. Cũng có tên người bình luận này, thời gian bình luận và nội dung bình luận, rút reply này, form vân vân rồi đó. Thì cái main object là nó có tác dụng như thế. Cái ảnh nó to hay không thì do mình đặt width cho nó đây các em nhé. Width cho nó đây nhé. Rồi. Áp dụng cái main object vậy đó. Ok. Xem thời gian bao nhiêu rồi. Ờ, nói thêm tí nữa đi. Model luôn đi các em, model luôn đi. Model thì chúng ta sẽ thầy thấy bây giờ thầy xóa hết cái đống này đi để cho nó gọn lắm này, nhiều quá này. Đó. Các em muốn bỏ nhanh cái gì đó, các em để chuột vào đây Ctrl Shift A 2 lần nhé để nó xóa hết. Rồi. Rồi, để banner vậy đi. Chúng ta sẽ bây giờ làm cái phần này. Model, các em nhìn nha. Base 3 Modern đó. Đây các em này. Enter. Rồi, cái cấu trúc này mình sẽ học từ từ nha. Refresh. Các em thấy con nút là bấm này, nó sổ lên đúng không ạ? Sổ lên cái model đây. Trong cái model này cấu trúc như sau, đầu tiên nút bấm. Thực ra nút bấm này thì nó quan trọng nhất là hai thứ, một là data toggle là model, hai là data href, cái href này. Cái ID là tượng trưng cho cái dấu gì ạ? À, dấu thang tượng trưng ID. Thì đây các em ID này. Nếu như trong của mình có nhiều model thì mỗi một nút bấm có ID tương ứng đúng không ạ? Thì các em chỉ cần trỏ ID đúng được nhá. Class của cái cấu trúc model thì các em như này thôi. Đầu tiên là cái heading này. Heading thì nó có hai phần, một cái nút bấm đây ví dụ nhá, các em nhìn bên trái nó, bên phải nó có UX nhá. Chính là mình tích vào nó mắt đó. Đó. Là cái nút bấm đó. Rồi có cái tiêu đề thì em có thể sửa đây nhá. Đấy, tiêu đề sửa đây. Còn nội dung thì cho vào đây. Nội dung cho vào đây. Thích gì cho vào đây nhá. Footer có hai cái nút bấm ở dưới. Các em thích cho gì cho. Một là xóa đi, hai là mình cắt tầm gì đó. Cái nút bấm color này nó giống thằng đây này thôi. Giống đây này. Hai là giống nhau, chẳng qua nó khác cái nội dung ở giữa thôi. Một bên dấu X đúng không ạ? Dấu X là cái này này. Còn một bên là cái chữ color. Và cái nút bấm này mình vừa học xong rồi. Class BTN thôi, không có gì cả. Nội dung cho vào giữa này nhá, nội dung của body cho vào đây. Đấy. Ảnh, chữ, form, vân vân, table, tùm lum gì đó. Cho vào đây hết. Dạ. Nó cũng là một cái thành phần thôi. Model nó có 3 kích cỡ. Kích cỡ này là kích cỡ bình thường. Mà đây có một kích cỡ là model LG. LG to nữa. To hơn, nó thấy chưa? Nó rộng hơn này. Rồi. Khi responsive tự nó co game cái này tự co vừa luôn á, mình không phải lo nhá. Tự co. Rồi cái model cuối cùng nữa là model XS. XS. Bé tí. À quên, model small thầy nhầm. Không có get nha, small thôi. Đó, nó bé hơn. Thấy chưa? Cái này thường mình dành cho những cái thông báo nhỏ nhỏ gì đó, hay là những cái banner quảng cáo dạng đứng. Hoặc là cái form đăng nhập, đúng không? Form đăng nhập. Được rồi, ok. Đấy là phần model. Cái cuối cùng là cái form thì nó hơi nhiều thứ nha. Form hơi nhiều thứ, thầy tách riêng ra.